Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả của Spy Room. Đây là một bài viết đến từ tác giả UAQ. Thế nào là một nụ hôn so good? Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. Hôm trước, có lỡ xem phải một video của kênh Sex Edu by Trang nói về cách hôn, thế nào khiến chị em mê mẩn. Từ B tới B, mình xin tóm tắt lại như sau. Các tiêu chí để có một nụ hôn so good là 1. Đủ lâu, ít nhất là 2-3 phút. 2. Không có mùi. 3. Không quá ướt. 4. Được cùng người mình thích, có cảm tình. 5. Không gian lãng mạn, ít người. 6. Rên nhẹ. 4. Kết hợp tay như xoa, vuốt tóc. Thật sự mà nói, hơn 10 năm kinh nghiệm yêu đương, hôn hít các thể loại thì mình vẫn thấy hôn môi là một chủ đề thú vị. Và khi nghe chia sẻ từ chính các chị em trong cuộc khảo sát của Sex Edu by Trang thì mình chợt thấy là bản thân mình đôi khi còn không hiểu rõ về nó như mình tưởng. Vậy nên mình viết bài này để chia sẻ góc nhìn từ một nam giới đối với vấn đề nụ hôn sâu, vừa để rút kinh nghiệm cho anh em, vừa để chị em có thêm góc nhìn tham khảo. Bắt đầu nào! Tại sao lại là một nụ hôn sâu? Bởi hôn sâu tạo cảm xúc hoàn toàn khác so với hôn thông thường. Và đây mới đúng với khái niệm người ta vẫn hay nghĩ về nụ hôn. Mình khá đồng tình với đại đa số ý kiến của các chị em về thế nào là hôn sâu. Tuy nhiên cũng có một số đặc điểm mà mình nghĩ khác. Vậy mới có cái để nói chứ nhỉ? Những điều cần chú ý trong nụ hôn sâu. 1. Thời gian. Nếu bạn đọc ở trên thấy nói đủ lâu, tức là khoảng 2-3 phút và nghĩ phải hôn liên tục trong 2-3 phút không được rồi thì nhầm to. Vấn đề ở đây mình hiểu là thời gian được tính từ khi bắt đầu hôn môi cho tới khi không hôn môi nữa mà chuyển hẳn sang vị trí khác. Khoảng thời gian dừng hôn môi khoảng 1 phút trở lên thì tính là kết thúc. Ví dụ nha, bạn bắt đầu hôn cô nàng, môi chạm môi, hai người cứ quyện vào nhau khoảng 1 phút, rồi bạn rời đôi môi ấy ra. Hoặc là cô nàng chủ động rời ra thì không có nghĩa là nụ hôn ấy đã kết thúc. Đôi khi đó chỉ là dừng lại để thở, bởi vì có người nín thở khi hôn. Hoặc là để điều chỉnh cảm xúc, những bỡ ngỡ, bất ngờ hay cảm xúc dâng quá nhanh. Rồi chỉ vài giây sau, nhiều nhất là 1 phút, lại tiếp tục cuốn môi vào nhau. Tới khi không hôn môi nữa mà bạn hôn sang vị trí khác như cổ, tai, ngực, mà không quay lại hôn môi trong khoảng 1 phút, thì lúc đó nụ hôn môi mới tính là kết thúc. Cũng có những nụ hôn kéo dài liên tục trong 2-3 phút, thậm chí là tới 5-7 phút. Nhưng thường khoảng thời gian 2-4 phút cho một màn hôn môi là đủ lâu, đủ sâu rồi. Việc hôn quá nhanh hay quá lâu đều làm giảm cảm xúc tạo ra bởi nụ hôn này. Điều thứ hai, không có mùi. Rất nhiều người sẽ nghĩ không có mùi là không có mùi hôi, nhưng ít khi nghĩ rằng những mùi mà ta cho là thơm như bạc hà cũng khiến đối phương bị mất hứng. Bản chất việc này là không có mùi theo đúng nghĩa đen. Không có mùi đặc trưng, nếu có thì chỉ có do son môi tạo ra mà thôi. Mùi trên đôi bờ môi chứ không phải mùi trong khoang miệng nha. Vậy nên, việc làm sạch khoang miệng là cần thiết. Tuy nhiên, đừng ám ảnh với điều này hay cố xịt những mùi tạo hương mạnh vào trong miệng. Mình nghĩ chỉ cần sạch là được, để đối phương không có cảm giác trong miệng mình có điều gì bất thường. Một nụ hôn sâu thường không chỉ xảy ra ở khu vực bờ môi, mà sẽ có thể tiến sâu hơn vào trong, như đá lưỡi hay nếm vị nước bọt của nhau. Nghĩ thôi thì thấy hơi rén, nhưng mà khi hôn thì nó rất tuyệt đó. Và có một điều khá thú vị mà mình nhận ra là, chẳng biết có nghiên cứu khoa học gì hay không nha, khi đã quen với hơi thở của nhau thì không có cảm giác khó chịu với lưỡi và nước bọt của đối phương nữa. Do đó, khi hôn không nên ngay lập tức đi sâu vào trong, mà thường khoảng 10-30 giây đầu tiên là vờn bên ngoài bờ môi để cảm nhận hơi thở của nhau. Nếu thấy thơm hay không có chịu thì mới nên đi tiếp xa hơn, sâu hơn. Vậy nên, một khoang miệng sạch sẽ tạo cảm giác tự nhiên và sẽ có mùi thơm tự nhiên từ chính cơ thể toát ra. Điều đó sẽ kích thích cảm xúc hơn nhiều so với các mùi nhân tạo. Chỉ khi bạn phải buộc sử dụng các biện pháp mạnh để khử mùi ngay lập tức thì mới phải sử dụng các mùi nhân tạo thôi, như là đánh răng, xịt họng, vân vân,
còn lại là không nên. Nếu có dùng thì nên dùng trước 30 phút, chứ đừng ngay trước khi lâm trận. Bởi vì kinh nghiệm cá nhân mình thì thấy nụ hôn bị nhạt đi khá nhiều khi sử dụng các biện pháp này ngay trước khi hôn. Lưu ý, nhiều khi mùi khiến ta khó chịu khi hôn lại là mùi cơ thể, từ tóc, nách, chứ không phải là từ miệng. Vậy nên, vệ sinh cơ thể cũng quan trọng giống như vệ sinh khoang miệng, thậm chí là quan trọng hơn. Đặc biệt là với nam giới, vì họ đã quen với mùi cơ thể của họ rồi, không nhận ra nó gây khó chịu cho người khác như thế nào. Điều thứ ba, không quá ướt. Đây là một lỗi khá phổ biến khi thực hiện hôn sâu, đó là không kiểm soát được nước bọt khiến đối phương cảm thấy ướt quá mức và sẽ gây khó chịu. Kỹ thuật đúng thì như thế này. Bước 1, đầu tiên khi mới chạm môi thì chỉ chạm môi thôi. Có thể nghiêng đầu để cọ sát môi vào nhau, nhưng đừng vội đưa lưỡi vào miệng đối phương ngay. Mục đích là để làm quen với hơi thở, khơi dậy cảm xúc bằng sự cọ sát bờ môi. Nó như là kiểu nhóm lửa. Thời gian khoảng 10-30 giây tùy mức cảm xúc của cả hai. Bước 2, tiếp theo mới mở rộng dần miệng ra và lưỡi bắt đầu được đưa vào cuộc. Bước này là thỉnh thoảng ngậm lấy bờ môi đối phương vào giữa hai môi mình và hơi mút nhẹ. Có thể đưa lưỡi ra rà nhẹ trên bờ môi đối phương. Việc này không cần làm quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng kết hợp với bước 1, kéo dài thêm khoảng 10 giây để tạo điểm nhấn cảm xúc. Ở bước này, nếu đối phương chịu mở miệng và cũng có xu hướng đưa lưỡi ra thì có thể nhanh chóng chuyển qua bước 3. Hai bước đầu này không có hoặc có rất ít nước bọt. Tới bước thứ 3, đưa lưỡi vào trong miệng đối phương để đá lưỡi. Nhưng không phải là đưa thật sâu vào, mà chỉ là há miệng ra. Hai bên cùng đưa lưỡi ra và cuộn lấy nhau ở nơi đầu lưỡi. Lúc này mới cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của nhau. Bắt đầu có sự giao thoa nước bọt nên sự ướt át lúc này tăng mạnh. Không nên đưa lưỡi vào sâu mà chỉ nên kiểm soát phần đầu lưỡi. Điều này sẽ hạn chế bớt lượng nước bọt ứa ra, đồng thời không làm đối phương có cảm giác mình cố nhét gì vào miệng họ. Chỉ là dụ cái lưỡi của họ ra để đụng chạm thôi, hạn chế chạm vào những thứ khác trong miệng. Bước này không nên, thậm chí không thể làm lâu, nhưng nên lặp lại nhiều lần trong một nụ hôn sâu. Cứ khoảng vài giây lại quay về bước 1, nhưng với tốc độ nhanh hơn. Thực hiện nó như là một vòng lặp. Đừng quá cứng nhắc, có thể đảo lộn thứ tự các bước và phá bỏ giới hạn thời gian mà cứ thả lỏng theo cảm xúc. Điều này giúp nụ hôn không quá ướt mà vẫn đủ các bước. Điều thứ tư, được cùng với người mình thích, có cảm tình. Không phải là được cùng người yêu, mà chỉ cần thích, có cảm tình là đã có thể thực hiện nụ hôn này rồi. Nụ hôn sâu rất dễ gây nắng cho đối phương, tuy nhiên nó chưa tới mức khiến họ muốn quan hệ tình dục. Đôi khi nó chỉ như chìa khóa để mở cánh cửa giúp bạn tiến sâu hơn trong mối quan hệ giữa hai người thôi. Vậy nên khi hôn đừng nghĩ xa xôi, cứ khiến họ thấy thích khi hôn là được rồi. Hãy để cảm xúc hoàn toàn dồn vào nụ hôn để nó được trọn vẹn, chứ đừng đang hôn mà nghĩ việc khác. Đây cũng là một điểm mà nhiều người mắc lỗi, nhất là con trai. Điều thứ năm, không gian lãng mạn. Cái này chị em có vẻ thích nhiều hơn anh em, bởi nó giúp họ có cảm xúc nhiều hơn khi thực hiện nụ hôn. Không gian sẽ như là một chất xúc tác mà thôi, nhưng với nữ giới thì nó khá quan trọng. Vậy nên nếu được thì anh em chú ý thôi, còn kỹ thuật hôn thì chẳng liên quan gì tới không gian cả. Tôn chỉ là phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Điều thứ sáu, rên nhẹ. Đôi khi bạn nghĩ, đang hôn thì rên thế nào được, miệng bị đối phương khóa chặt rồi mà. Thế thì bạn nhầm. Đọc lại điều 1, bạn sẽ thấy có lúc rời nhau ra. Ở điều 3, sẽ thấy không phải lúc nào miệng cũng sẽ bị khóa chặt mà có thể đóng mở linh hoạt. Vậy nên vẫn hoàn toàn có thể phát ra âm thanh nếu muốn. Thực ra, nói rên sẽ khiến người ta hay nghĩ tới những cái xa xôi hơn. Đối với mình thì chỉ chung chung là âm thanh khi hôn thôi. Những tiếng rên nhẹ như a hay một số động thái như cười, chớp mắt, thở dốc hay những tiếng do bờ môi mút lại sẽ là tín hiệu cho thấy bạn hay đối phương đang thích thú, đang hưng phấn với nụ hôn này. Đôi khi thấy đối phương đơ quá thì bạn có thể dừng lại một nhịp, hỏi xem họ cảm thấy sao, rồi khi họ chuẩn bị trả lời thì bạn lại hôn họ mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn
sẽ khiến họ ngây ngất đó. Bí quyết ở đây không phải là hỏi để nghe câu trả lời, mà để họ hướng sự tập trung sang cái khác để không còn bị đơ nữa. Đồng thời, việc hôn tiếp khi chưa kịp trả lời sẽ làm họ bất ngờ, cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn. Vậy nên, việc chủ động tạo ra các âm thanh này sẽ khiến cảm xúc thăng hoa hơn. Cái này thì như kiểu là khều khều cho đám lửa cháy to hơn á. Nhưng nhớ là đừng tạo tiếng to quá, bởi vì nếu mà bạn khều mạnh quá vào một đám lửa thì bạn biết kết quả thế nào rồi đó. Điều thứ 7, kết hợp chuyển động cơ thể khi hôn. Hôn không chỉ là hôn, mục đích của hôn là cùng nhau khơi gợi cảm xúc, giao thoa cảm xúc để tìm kiếm sự đồng điệu và hưng phấn. Vậy nên, trong quá trình hôn môi thì cơ thể vẫn còn nhiều vị trí có thể kích thích và góp phần vào mục đích này. Tùy theo đối tượng và mức độ thân mật mà bạn sẽ có các chuyển động hợp lý trong giới hạn cho phép. Các vị trí chia làm 3 phần. Phần 1, từ vai trở lên, chỉ tập trung hoàn toàn vào nụ hôn và chưa có đòi hỏi gì thêm. Phần 2, từ ngực xuống eo, phát tín hiệu muốn đi xa hơn, nhưng vẫn chỉ là lời mời. Phần 3, từ mông xuống đùi, phát tín hiệu muốn ngay lập tức đi xa hơn, có thể không đợi đối phương gật đầu mà vẫn tiến tiếp. Tất nhiên, khi hôn thì không phải tất cả đều có cùng tín hiệu này, đây chỉ là tín hiệu ngầm hiểu thôi. Vậy nên cũng không quá quan trọng những tín hiệu này khi hôn. Nó chỉ là phần bổ trợ thôi, có cũng được, không có cũng được. Nhưng nếu có thì nên cân nhắc, chứ đừng có bừa bãi. Các điểm kích thích như xoa vai, lùa tay vào gáy, vuốt ve lưng, tóc là những điểm an toàn mà hiệu quả để làm đối phương thích hơn. Còn các điểm khác thì anh em phải thận trọng khi động vào nha. Dù họ đồng ý hôn sâu thì chưa chắc họ đã đồng ý cho mối quan hệ tiến xa hơn đâu đó nha. Kết, qua bài viết này, mình muốn nhắn nhủ với anh em, khi hôn thì chỉ tập trung vào hôn thôi. Một nụ hôn tốt sẽ giúp cải thiện chất lượng mối quan hệ hơn nhiều lần. Đừng coi nụ hôn chỉ như là thủ tục để làm những điều xa xôi hơn. Việc trải nghiệm nụ hôn mới khiến chúng ta cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu, chứ quan hệ tình dục không có cảm giác này đâu. Hy vọng là các anh em thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nha. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thiên.